Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Và tối ngày hôm qua, một trận lở đất đã xảy ra tại khu dân cư Đông Trang, làng Nam Điếm Tử, thị trấn Trung Đài, huyện Lĩnh Đài, thành phố Bình Lương. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và có khoảng 40 đến 50 ngôi nhà bị sập. Một số người dân địa phương nói rằng lở đất ở đây rất nghiêm trọng, thậm chí còn tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Theo báo cáo của cơ quan truyền thông Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết, vào khoảng 22 giờ đêm ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu dân cư Đông Trang thuộc làng Nam Điếm Tử, thị trấn Trung Đài, huyện Lĩnh Đài, thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, làm 7 tòa nhà bị nghiêng và sập, cuốn trôi 172 hộ dân, 470 nhân khẩu. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Cam Túc ngày hôm nay, ước tính sơ bộ khối lượng của vụ lở đất là khoảng 1,5 triệu mét khối. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đất đã khiến tổng cộng 18 ngôi nhà bị hư hỏng với các mức độ khác nhau. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều tòa nhà trên sườn núi đã bị đổ sập và trở thành đống đổ nát. Cư dân mạng đã đăng video tiết lộ rằng các phương tiện truyền thông trong nước được yêu cầu hạn chế đưa tin và không gây thêm cản trở cho ngày lễ sắp tới. Vào ngày hôm nay, dân làng địa phương nói với phóng viên rằng trận lở đất ở địa phương rất nghiêm trọng, tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Ông Chen, một quan chức của làng Nam Điếm Tử của Đông Trang cho biết, trời mới mưa thôi nhưng đã xảy ra lở đất rất nghiêm trọng, có rất nhiều nhà bị hư hại, có thể có hàng trăm tòa nhà, 4 hoặc 50 tòa nhà bị sập. Người dân địa phương tiết lộ thiệt hại do lở đất và mưa lũ gây ra đang được thống kê và chưa có báo cáo về thương vong. Ông Gong, một người dân ở làng Nam Điếm Tử cho biết, mưa lớn lũ lụt gây ra lở đất nghiêm trọng, mọi người đã sơ tán và ở lại thị trấn của huyện. Một số ngôi nhà bị sập và trở thành một đống đổ nát, không còn gì cả. Đang tiến hành thống kê các số liệu, nhưng nhân sự thì đang thiếu người. Hiện họ đang điều tra đơn vị cứu hộ, cứu nạn, nhưng hiện tại chưa có báo cáo thương vong. Mọi người ở đây đang cố gắng làm hết sức có thể. Ngoài ra, cùng lúc đó mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Ngoài 13 thị trấn ở huyện Lĩnh Đài bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, sạt lở đất và lũ lụt cũng đã được ghi nhận ở thành phố Long Nam, thành phố Thanh Dương, thành phố Thiên Thủy và những nơi khác đã gây cản trở giao thông. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc hiện cũng đang hứng chịu 4 đợt mưa lớn và lũ lụt được báo cáo ở Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc và các tỉnh khác, khiến 275 người chết và 106 người mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 45 tỷ đồng. Tỉnh Giang Tây, 406 người bị ảnh hưởng nặng nề, một ngôi làng bị ngập lụt và người dân ở huyện Ngọc Sơn 2 lần bị sạt lở đất tiết lộ rằng do khai thác bừa bãi các mỏ than nhỏ ở địa phương đã làm hỏng núi, gây ra 2 trận lở đất. Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Ba tuần qua, ở phía Bắc của Giang Tây lại hứng chịu lượng mưa lớn, trong đó có hơn 30.000 người ở 106 ngôi làng ở thành phố Đi Sen bị ảnh hưởng. Ông Hạ ở thị trấn Lăng Cương, thành phố Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây nói với phóng viên rằng trận mưa lớn vào tối ngày 18 đã làm ngập lụt Ngộ Khẩu, Lăng Cương và các làng thị trấn khác. Ông Hạ cho biết, mưa xối xả ở chỗ chúng tôi rất nghiêm trọng, giống như Ngộ Khẩu, thành phố Lạc Bình, thị trấn Lăng Cương của chúng tôi. Đây là trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Do mưa lớn gây ra lũ quét, nên vào sáng sớm ngày thứ Hai và tối ngày thứ Sáu đã xảy ra 2 trận lở đất ở huyện Ngọc Sơn và Giang Tây. Người dân ở huyện Ngọc Sơn, Giang Tây cho biết, hầu như năm nào cũng có mưa lớn nên lũ quét và sạt lở đất chắc chắn sẽ xảy ra. Việc khai thác than ở huyện Ngọc Sơn diễn ra rất tràn lan, dẫn đến các sườn đồi núi ở đây không có sự liên kết nên rất dễ gây ra sạt lở khi có mưa lớn. Theo thống kê chính thức, trong đợt mưa mới nhất kể từ 2 ngày vừa qua đã ảnh hưởng đến 3,01 triệu người tại 31 quận và khu đô thị của Hồ Bắc, khiến 42 người chết, 12 người mất tích do lũ quét và sạt lở đất. Người dân Vũ Hán cho biết, hạn hán và lũ lụt ở Hồ Bắc đã chuyển biến mạnh, đất canh tác bị tàn phá nặng nề và giá lương thực, thực phẩm tăng vọt, nhất là rau xanh. Cô Trương đến từ Vũ Hán nói, giá rau tăng, rau thì vài tệ một cân, thịt cũng tăng, cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất khó khăn, tiền thuê nhà đã rất đắt và lương thì rất thấp, bây giờ lũ lụt cũng rất nghiêm trọng, hạn hán cũng trở nên nghiêm trọng và mọi thứ đều tăng giá chóng mặt. Theo thống kê chính thức, mùa lũ dữ dội ở miền Nam Trung Quốc đã khiến tổng cộng 46,94 triệu người bị ảnh hưởng tại 16 tỉnh bao gồm Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, khiến 275 người thiệt mạng, 106 người mất tích, hiện chưa tìm thấy được. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của Trạm Động đất Quốc gia của Trung Quốc, các cơn dư chấn tiếp tục xảy ra ở Tứ Xuyên. Cơn dư chấn vào 3 ngày vừa qua đều trên 5,0 độ Richter. Theo lời kể của các nạn nhân, dư chấn xảy ra vào chiều ngày thứ Bảy tại huyện Thanh Xuyên lúc 2 giờ 06 phút, cũng khiến hơn 310 người dân bị thiệt mạng. Theo tin tức chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra, vào lúc 1 giờ 52 sáng Chủ nhật tại huyện Bình Vũ, tỉnh Tứ Xuyên, một cơn dư chấn với cường độ 5,0 độ Richter đã xảy ra, khiến cho con đường từ Thanh Xuyên đến Bình Võ lại bị sạt lở và huyện Bình Vũ, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất một lần nữa trở thành một huyện bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, vào sáng ngày thứ Sáu, một cơn dư chấn 6,0 độ Richter đã xảy ra ở làng Phùng Anh, thị trấn Thủy Quan, thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, cũng đã gây ra một trận lở đất, đất đá đổ xuống chắn ngang một dòng sông, tạo thành một hồ chứa nước khổng lồ, gây nguy hiểm cho cư dân vùng hạ lưu. Trận dư chấn 5,4 độ Richter xảy ra lúc 2:06 trưa ngày thứ Bảy ở huyện Thanh Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, cũng báo cáo có hàng trăm người bị vùi lấp. Các nạn nhân ở huyện Bình Võ cho biết khoảng 2.300 người dân đã chết trong trận động đất ngày hôm qua và tất cả họ đều bị chôn vùi trong núi. Vào tối ngày thứ Bảy, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên thông báo rằng có thể có một cơn dư chấn mạnh vào ngày hôm nay đến ngày mai, nên nhiều người dân thành phố Thành Đô ngủ ngoài đường để tránh nguy hiểm. Trình Vạn Chính, giám đốc Viện Nghiên cứu Dự báo của Cục Động đất Tứ Xuyên gần đây cho biết, kể từ trận động đất số 12 ở huyện Vân Xuyên đã có hơn 7.600 dư chấn. Tính đến trưa ngày thứ Bảy vừa qua, có tổng cộng 185 dư chấn trên 4,0 độ Richter đã được theo dõi, bao gồm 654 trận trên 5 độ Richter, 34 trận trên 6 độ Richter. Trận động đất mạnh 7 độ Richter ở huyện Lộc Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, ước tính đã khiến 99,5% nhà cửa ở thị trấn Long Môn và các khu vực khác bị hư hại hoàn toàn, trong khi huyện Bảo Hưng đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Công việc cứu trợ cứu nạn khó tiến hành được vì động đất ở Nhã An và trận động đất 8,0 độ ở Vân Xuyên 5 năm trước đều thuộc đới đất gãy Long Môn Sơn. Liệu có mối quan hệ nào giữa sự xuất hiện của hai trận động đất lớn này không? Câu hỏi này đã được thảo luận bởi tất cả các bên. Một số chuyên gia cho rằng trận động đất ở Nhã An là dư chấn của trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Vân Xuyên năm 2008. 5 năm trước, một số học giả ở Hoa Kỳ đã dự đoán về sự xuất hiện của trận động đất ở Nhã An, nhưng các quan chức đại lục đã bác bỏ quan điểm này. Sau trận động đất ở Nhã An, một cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu trận động đất có phải là dư chấn của trận động đất ở Vân Xuyên đã nổ ra trên Internet hay không. Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Động đất Tứ Xuyên và Cơ quan Quản lý Động đất thành phố Nhã An đều tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng trận động đất ở Nhã An là một trận động đất độc lập, không phải dư chấn. Cục Địa chấn Nhã An cho biết, theo như các chuyên gia được biết, đây không còn là dư chấn của trận động đất ở Vân Xuyên. Tuy nhiên, nhiều nhà địa chất và chuyên gia động đất ở Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý rằng trận động đất ở Nhã An là một dư chấn của trận động đất ở Vân Xuyên, chủ yếu là do hai trận động đất nằm trong một vùng địa chấn. Hàn Mộ Tiêu, kỹ sư trưởng của đội khảo sát địa chất khu vực thuộc Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản Tứ Xuyên cho biết, cá nhân tôi nghĩ rằng trận động đất này có liên quan đến trận động đất ở Tứ Xuyên. Nó phải là sự điều chỉnh ứng suất của toàn bộ đất gãy ở khu vực Long Môn Sơn sau trận động đất ở Vân Xuyên, hoặc bạn có thể nói đó là dư chấn của trận động đất ở Vân Xuyên. Trên thực tế, những cuộc tranh luận tương tự cũng diễn ra sau trận động đất ở Vân Xuyên 5 năm trước. Vào thời điểm đó, chủ đề thảo luận là liệu có dư chấn ở khu vực Tứ Xuyên trong tương lai hay không. Các chuyên gia của Mỹ đã xuất bản một bài báo cho biết Nhã An sẽ là khu vực có nguy cơ cao nhất và khả năng xảy ra động đất trong tương lai là không thể tránh khỏi. Vào thời điểm đó, nhiều chuyên gia đã phản bác lại rằng trận động đất ở Vân Xuyên đã giải phóng tất cả căng thẳng tích tụ hàng nghìn năm và một trận động đất mạnh khác sẽ không xảy ra trong vòng 100 năm. Chính quyền Nhã An cũng tuyên bố, xét từ các dữ liệu có sẵn và các bất thường vĩ mô, không có khả năng xảy ra một trận động đất lớn ở thành phố Nhã An. Nhưng vẫn có những người đứng lên ủng hộ dự đoán của chuyên gia Mỹ. Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc kiêm nhà địa vật lý Trần Vân Đài cho biết, cách đây 5 năm người ta đã đề cập rằng trận động đất ở Vân Xuyên không lan sang phía Đông Bắc như nhiều người đã nói vào thời điểm đó. Một trận động đất 7,0 độ Richter đã xảy ra ở phía Tây Nam trong tương lai. Về vấn đề này, Phan Xiao, kỹ sư trưởng của đội khảo sát địa chất khu vực Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản Tứ Xuyên cũng bày tỏ quan điểm tương tự vào thời điểm đó. Phan Xiao cho biết, với trận động đất này và trận động đất ở Lộc Sơn cùng nằm trên đới đất gãy Long Môn Sơn, nhưng nó nằm ở phần phía Nam. Trận động đất ở Vân Xuyên chủ yếu đất gãy ở phần giữa và phần phía Bắc. Sau trận động đất ở Vân Xuyên lúc 1:40, khu vực phía Nam của núi Long Môn thực ra sẽ tương đối nguy hiểm vì ứng suất tích tụ chưa được giải phóng hoàn toàn. Trần Văn Đài, một học giả của Viện Khoa học Trung Quốc tiết lộ rằng trong tài liệu tham khảo nội bộ mà ông đệ trình lên chính quyền sau trận động đất ở Vân Xuyên, ông đã đề cập cụ thể rằng một cơn dư chấn mạnh khoảng 7 độ Richter có thể xảy ra ở khu vực Bảo Hưng, cách đó khoảng 100 km về phía Tây Nam Vân Xuyên, nhưng không có sự chú ý và phản hồi từ chính quyền. Các chuyên gia đưa ra nhiều khả năng khác nhau, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bác bỏ tuyên bố rằng trận động đất ở Nhã An là dư chấn của trận động đất ở Vân Xuyên. Một số cư dân mạng cho rằng nếu họ thừa nhận thì chẳng khác nào thừa nhận có thể dự đoán được trận động đất, vì trận động đất có thể được dự đoán thành công. Tại sao chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không biết về nó? Hơn nữa, trận động đất ở Nhã An đã làm dấy lên sự bất mãn của công chúng đối với cảnh báo động đất chậm của chính phủ. Ông Dương, cư dân Nhã An Tứ Xuyên cho biết, tôi cảm thấy đây là một vấn đề rất tồi tệ. Hầu như không có cảnh báo sớm trước các trận động đất và còi báo động phòng không cũng không vang lên sau mỗi trận động đất. Tôi nghe họ nói đến vài ngày trước trận động đất và tôi có thể vẫn còn cảm thấy vẫn còn các dư chấn xảy ra. Có phải trận động đất ở Nhã An đã được dự đoán trước? Rất khó để mọi người rút ra kết luận chính xác. Tuy nhiên, một số sự kiện kỳ lạ xảy ra trước trận động đất đã cho mọi người thấy nhà tiên tri của chính quyền dự báo chính xác. Đầu tiên, 2 ngày trước khi một trận động đất xảy ra, đội cứu hỏa Tứ Xuyên đã tổ chức một cuộc diễn tập cứu hộ xuyên khu vực đối với trận động đất từ 7 độ Richter trở lên. Hơn nữa, những người lính cứu hỏa đã mặc 4 ký tự lớn lửa nhã trên người họ. Trong khi trận động đất số 20 cùng ngày, Thành Đô vừa tổ chức hội nghị chuyên đề học thuật cứu trợ thảm họa động đất do các chuyên gia chỉnh hình quốc gia. Tình cờ hơn nữa, nhóm người phát thanh nghiệp dư đã tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp vào ngày xảy ra động đất, và trận động đất đã xảy ra ngay sau khi lắp ráp. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!